Xin chào các bác nhé, em lên sóng giới thiệu các bác con iRobot Brava chuyên lau ZM6. Đây là cái dòng lau cao cấp nhất của hãng iRobot Roomba. Hiện tại thì chưa có model nào vượt qua được con này. Nó là một cái model thông minh hiện đại nhất thị trường. Con này các bác kết nối app điện thoại, vẽ bản đồ, kết nối với các cái dòng i7 trở lên. Rồi khi mà bọn i7 nó hút xong thì các bác kết nối qua app thì con này nó sẽ chuyển sang lau. Model này cao cấp nhất. Trước khi giới thiệu chi tiết nó thì các bác có nhu cầu mua đặt hàng thì em qua hai số điện thoại này nhé. Các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ bên shop em ạ. Con này thì em báo giá luôn, em bán là 5,8 triệu, 5,8 triệu các bác nhé. Bảo hành cho các bác 3 tháng. Tình trạng máy thì là hàng lướt nhập về, hàng chọn rất là đẹp. Năm sản xuất 2020. Đi kèm tất cả tổng là 3 cái rẻ lau. Cái rẻ này thì 3 rẻ, một cái rẻ em lắp ở đây. Hai cái ở ngoài này. Đấy, một bộ đế sạc, một phần đế này. Cái này điện các bác cắm điện 220V hay là 100V đều được. Đấy. Đây là phần hộp đựng nước. Hộp nước các bác nhá, cho nước vào rồi. Để em sẽ chạy thử. Ở đây dưới này là một cái rẻ lau em lắp sẵn rồi. Bây giờ cho nó về đốc các bác nhá. Đây. Máy có phần lau phần phun nước ở đây, vừa lau vừa phun. Lau cực sạch luôn. Đây là cái model cao cấp nhất, có cái mắt camera ở đây ạ. Nói chung là bác nào mà muốn một con máy lau hiện đại, VIP, full tính năng thì đây là cái con hàng đầu rồi. Không có sự lựa chọn nào VIP hơn nữa. Máy chuyên lau, chạy cực êm, pin zin nguyên bản, rất là tốt. Đấy, chạy cực êm máy không có tiếng động ạ. Vì nó lau mà cho nên nó không có motor rác, nó chạy rất là êm. Bây giờ cho nó thêm giới thiệu thêm có một cái nút. Ở đây là cái nút này là lau trung tâm một chỗ rồi các bác nhé. Đấy, giờ ấn clean này. Đấy, phát nữa là chạy ra lau. Sẽ cho nó chạy lau. Vừa lau thì nó sẽ tự động vừa phun nước ở mặt này. Lau như kiểu lau quỳ của người Nhật đấy. Đấy, con phun nước kìa. Đấy. Đi theo hàng theo lối rất hiện đại. Đấy, hiện đây phun siêu VIP luôn. Lau cực sạch các bác nhé. Các bác nào mà muốn một con máy lau nhà VIP thì các bác liên hệ lấy con này. Lau chạy dọc luôn theo nhà luôn. Nó sẽ lau hết cái nhà này và nó sẽ dừng, cho nên là em cho nó vào trong này nhé. Lúc này nó lau ngoài rất là bẩn vì nó bẩn cái rẻ này các bạn ạ. Đây, để cho nó lau trong cái khung này, nó sẽ chạy lau một lần. Máy nó bao gồm cả một cái rẻ lau khô các bạn nhé. Cái gì mà nó chạy nhỉ? Kênh cái gì đó. Đấy, đặt nó kênh ở đây các bạn này. Đấy, phun nước ở đây nhé. Đây. Xa cho các bác xem. Đấy, khi nó đi kịch đây thì nó sẽ quay đầu. Đấy.
vừa lau vừa phun nước, lau kiểu vì lau tiến lau lùi. Các bác nào chốt chiếc này alo cho em nhé, giá 5,8 triệu. Lau cả góc mép rất sạch các bạn, lau tận góc mép luôn nhé. Đây, chào các bác.